Bay và cục cưng ở phía trước các bạn ơi, khi chúng tôi ra về, Bay và cục cưng ra chào và Elsa đây ạ. Elsa đang rất nhớ Bay và cục cưng. Hai con đấy cũng sẽ rất nhớ. Vâng, Elsa rất nhớ Bay và cục cưng. Bay thì đang ở phía trước, đang dẫn đường cho chúng tôi về. Ấy, cục cưng đấy, cục cưng thì màu đen nhỏ nhỏ đang chạy đấy, các bạn thấy chưa? Chào Bay, chào cục cưng nha. Ở đây này, đây này, chào cục cưng nha. Cục cưng chạy ra sau. Cục cưng chạy ra sau rồi cậu này, Bay phía trước đây đúng không? Ơ thế không phải con Bay phía trước à? Nhưng mà bên kia mới là Bay. À thế à? Thấy chưa? À. Nó muốn chào chúng ta đấy. Chào chim măng nha. Nó đi được lắm. Nên là cậu đi chăm thôi để nó đến nhà mới. Tôi nghĩ là nó cũng có thể. Nó đi theo chúng ta hả? Đúng. À để xem chúng ta đi, để xem nó có đi trước được đến bao lâu nhá. Như là cậu chỉ chậm thôi nhá cậu. Rồi, nó đang ngảnh lại nhìn một chút kìa, rồi lại đi trước. Chắc là nó đòi về Vinh cùng. Được rồi, cho nó về Vinh cùng cho ta chơi đi. Để xem nào. Ờ, nó bắt đầu rẽ đi chỗ khác rồi. Bay. Ôi. Nó đi chỗ khác rồi cậu ạ. Nó trèo lên trên kia rồi kìa. Đấy, đây này. Chào Bay nha, chị về đây. Chào Bay. Chào Bay nha.